sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, giờ chúng ta đang có mặt tại thành phố Yeosu, chùa Dung Won. Nhân duyên thì sau một năm, hôm nay có nhiều anh chị em ở Yeosu Khoan Văn lần đầu đến đây, thì sư cô cũng báo luôn sau một năm sinh hoạt thì các chị em thấy rằng cái việc là mình đi mượn chùa nó luôn luôn nó có cái hạn chế, đúng không? Cái hạn chế đầu tiên là việc mà nấu nướng nó không có được như ý mình, rồi cái hạn chế to lớn nhất là không có thể nào có không gian cho mấy em nhỏ để sinh hoạt hết. Mà mình đi chùa là mình phải tha con theo, đúng không? Cứ cuối tuần mà mình không tha con theo là nhiều khi là mình phải dắt con đi chơi, chứ đâu có đi chùa được. Nếu mà ba nó dễ thương mà ba nó chịu coi giùm thì mình mới đi chùa được. Còn ba nó mà không coi giùm, gọi là mình không có đi chùa được luôn. Thì cho nên là cái đó là cái hạn chế rất là lớn. Mà phải có cái ngôi chùa thường trú thì cái sinh hoạt tu tập mình nó mới vào nề nếp. Như ở đây mỗi một tháng cô về được một lần, cái là những ngày còn lại thấy quý vị đâu có tu đâu. Những người mà đi tháng trước là tháng này là không có mặt. Có thể là do gia duyên ràng buộc, có thể là trúng cái ngày đi làm, nhưng mà đa phần là do mình không có vô được cái nếp. Chứ còn như ở trên chùa mình, ở trên Pa Chu, thấy không? Có cô hay không có cô, đúng giờ đó là dạy tụng kinh, đúng giờ đó là lạy Phật. Nó rất là an ổn. Nên mấy chị em biết rồi, biết cái chỗ nào là nấu nướng, biết cái giờ giấc nào là sinh hoạt. Cho nên đó là các chị em ở Yeosu Khoan Văn thì có ý định đó là mình sẽ mua lại một cái ngôi chùa. Không phải là ngôi chùa thì nó cũng là một cái nhà để mà mình cải gia vi tự, rồi từ đó mình sắp xếp để mà mình làm thành cái chùa của mình. Thì hôm nay có cái duyên sự như vậy, cho nên vừa là khóa tu, vừa là cô về để đi coi mấy cái chỗ mà có thể mà làm chùa. Thì các anh chị em biết mà, để mua một cái chùa nó rất là khó khăn. Khó khăn đầu tiên là tài chính, nhưng mà cái khó khăn lớn hơn đó là pháp lý. Tại ở đây ví dụ như mà mình không có tìm hiểu pháp lý nó kỹ đó, mình ở thì được, mình kinh doanh thì được, nhưng mà mình làm chùa không được. Nghĩa là mình sinh hoạt tôn giáo không được. Tại vì sao? Tại vì mình tụ tập đông người mà mình còn gõ mõ tụng kinh, nó sẽ làm ồn. Rồi thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng, ví dụ cái chỗ đó là cái dân người ta không phải là Phật tử, người ta là tôn giáo bạn, người ta không thích cái chùa mọc lên là người ta sẽ xin cô, tức là người ta sẽ minon đó, đưa dân nguyện lên thành phố các kiểu, là mình rất khó sinh hoạt. Cho nên để mà mua một miếng đất, cất một cái ngôi chùa, hoặc là mình để mở một cái nơi mà để có thể sinh hoạt tôn giáo được á, về mặt pháp lý nó rất là gian nan. Thì cô hy vọng rằng thuận duyên. Và bây giờ nói chung là các chị em ở đây cũng đã rất 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 là nhiệt tình. Nói không có đâu mà không có vì cái đạo tâm đạo tình của các chị em, thì chắc sư cô không duy trì khóa tu ở đây tới suốt một năm như này. Dù là rất là gian khó, thì chắc chắn là nó ở đâu đi chăng nữa, cô cũng sẽ bảo đảm là cái vị trí giao thông nó thuận lợi cho kể cả người không có xe thì cũng có thể đến được nó gần, hoặc là các cái tỉnh thành lân cận như là từ Busan qua thì nó cũng cỡ tiếng rưỡi. Sáng thì bảo nói tiếng rưỡi đúng không? Đó, nó ngay cái terminal, tức là nó ngay cái nhà ga thôi, đi bộ từ ga tàu qua luôn. Nó là cái trung tâm của trạm KTX nè, tàu cao tốc KTX, và cái nhà ga terminal luôn. Thì những vị mà không có xe đó, hoặc là các thành phố khác, có thể đến trong vòng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đổ lại thì nó mới có cái hiệu quả sinh hoạt. Chứ còn ở đây, dù là ngôi chùa ở đây rất là cảnh quan, rất là đẹp, quý vị thấy không? Nhưng mà nếu không có xe khó lên không? Khó, đúng không? Mấy em bữa cô có cái khóa tu nào mà mấy em sinh viên, du học sinh ở đây rất là đông. Có một cái trường đại học nào ở đây mà hơn 300 sinh viên học sinh Việt Nam thôi, đông như vậy đó. Nhưng mà các em cái hôm đó mà nhà trường tổ chức cái xe cho đi thì các em đi rất là đông. Nhưng mà hôm sau mà không có người chở, các em đâu có đi được. Tại vì ở đây tuy là cảnh quan nó quá là hùng vĩ, nó quá là đẹp đi, nhưng mà giao thông nó bất tiện, chỉ thuận tiện với người nào có xe hơi thôi. Lái lên cái là vui liền, thấy cái chùa cái là trời, giống như trường sinh bất lão, cô còn bị mê mà. Nhưng mà cái quá trình đến đây nó gian nan. Để bổ sung lại cho cái điểm yếu đó thì cô nghĩ là giao thông nó phải là thuận tiện nhất ha. Thì mình hy vọng là trong năm nay hoặc là năm sau, đầu năm sau, thì qua Tết âm lịch một cái, mùa xuân nó ấm lên, thì mình sẽ có một cái tin vui cho đạo tràng ở phía dưới miền Nam này. Thì các anh chị em biết hiện nay ở Hàn Quốc thì cũng không có mấy ngôi chùa Việt Nam, nhưng mà hầu hết là tập trung ở phía Bắc, Hòn Ghi Đô, đúng không? Còn miền Nam không có, thiệt sự là miền Nam không có chùa. Mà đặc biệt là cái khu vực Chợ La Nam Đô lại càng không có đạo tràng, đúng không? Để sinh hoạt rất khó khăn.
Các chị em mà muốn đi thì nhanh nhất cũng phải 3 tiếng đồng hồ mới mới có đạo tràng tu tập, mà lại cũng không thường xuyên, đúng không? Cô nghĩ là cái việc mà có một cái ngôi chùa Việt Nam ở tại miền Nam này á, nó là cái điều cấp thiết hiện giờ. Có một vị sư mà thường trú để mình yên tâm là lúc nào mình chạy về chùa cũng có thầy, có sư cô, để mình biết là mình đi làm về tạc qua tụng thời kinh cũng được, hoặc là cuối tuần nào mình cũng có cái khóa lễ sinh hoạt như vậy thì nó sẽ rất là ấm áp, và mình cái việc tu mình nó đi vào nề nếp hơn. Giống như chùa mình bây giờ đó, cứ sáng giờ đó là dậy ngồi thiền. Bây giờ các em ít nhất các em biết thiền rải tâm từ như nào, các em biết thiền quán hơi thở như nào, rất là hiệu quả. Rồi nó có thầy có bạn nữa, mình sáng mình lạy 108 lạy thấy bình thường, chứ thật ra lạy 500 lạy nó khó không? Khó. Nhưng mà chùa mình là lạy 500 lạy ngon ơ, đúng không? Con lạy được mấy lần rồi đúng không? Đó, 3 lần. Năm nay mình tổ chức 3 lần lễ ngũ bách danh Bồ Tát, lạy 500 lạy Bồ Tát không sao hết trơn. Đó là nhờ sao? Nhờ cái lực của đại chúng. Chứ giờ nghe mình nói về nhà mà dở quyển kinh ra lạy 500 lạy, trời ơi, lạy tới 200 là thấy mệt rồi, chưa thấy Bồ Tát đâu, thấy mệt rồi. Nhưng mà mình lạy ở trên chùa nó khác. Cô nói lạy trên chùa nó khác, cái lực đại chúng đồng tu. Cho nên cô hy vọng rằng ở phía miền Nam của mình, với cái đạo tâm đạo tình của anh chị em, mình có cái nơi sinh hoạt để cho cái phát triển thêm, đúng không? Chứ mà cô đi đi về về cô thấy nó cũng không hiệu quả mấy. Nên là hy vọng là anh chị em mình nuôi cái tâm nguyện lành này, sau năm hết, Tết đến rồi, mình phát thêm một cái nguyện riêng cho gia đình mình, cho bản thân mình, rồi thêm cho đạo tràng, cho cộng đồng mình. Mình sớm có cái nơi để mà cái mái chùa, cái nơi nương tựa tâm linh cho bà con ở miền Nam mình ha. Hôm nay thì cô về đây là đúng lúc mình học bài kinh Trung Bộ thứ 84. Đó, cô giảng miệt mài 1,5 năm cũng đi được hơn phân nửa rồi đó. Kinh Trung Bộ là có 152 bài kinh đúng không? Hôm nay mình học tới bài kinh 84, nghĩa là mình đi hơn nửa chặng đường không? Thôi em có niềm tin lắm, sắp tới cô đi Mỹ với về Việt Nam giảng pháp, sư cô sẽ ráng giảng một lèo được chừng 20 bài là cô thấy là cô trời thành tựu vang dội lắm. Cho nên quý vị ráng ha, bền bỉ, cái sự tu của mình nó bền bỉ, nó đều đặn nhưng mà nó không dừng lại. Thì lúc đó mình âm thầm mà mình tiến, giống như mình học tiếng Hàn vậy đúng không? Mình học một lúc mình không có thấy mình giỏi, nhưng mà mình cứ học hoài đều đặn năm này qua năm kia, tự nhiên có lúc nào đó mình nói tiếng Hàn nó trôi chảy. Cái từ bữa đó mình học mình quên rồi, nhưng mà tự nhiên cái nghe lại cái mình nhớ, mà nó nhớ một lần là nó thành của mình. Giống như vậy, cô nói như là trong đất tâm của mình nè, hằng ngày quý vị nói với cha, với mẹ, với người xung quanh, nói với biết bao nhiêu điều đúng không? Bật điện thoại lên cũng lướt internet được, bật tivi lên có rất là nhiều cái thông tin để vào trong cái não mình. Nhưng mà mình nghĩ lại coi mình một ngày mình dành bao nhiêu thời gian để nghe pháp? Ít đúng không? Hiếm đúng không? Đi làm về lay quay cái tới giờ đi ngủ mất tiêu rồi. Lo cơm, lo nước, lo tắm rửa con cái xong cái tới giờ đi ngủ mất tiêu. Rồi cái thứ hai cái nhắm mắt một cái tới thứ sáu liền. Phải không? Rồi cái cuối tuần cái là phải đi về nội về ngoại rồi dắt con đi chơi rồi, chứ cũng không nghe pháp được bao nhiêu hết. Cho nên cô thấy thật sự nha, tính ra cái thời gian mình tu tập được á, nó rất là ít. Đúng không? Vậy thì mình nghĩ mình cho cái gì vô đây? Mà phương Tây người ta nói cái câu hay lắm, you are what you eat, you are what you read. Bạn là cái gì mà bạn ăn đó, bạn là cái gì mà bạn đọc đó, bạn là cái gì mà bạn thấy đó. Vậy hàng ngày mình đọc cái gì? Mình lướt TikTok một phát là 2-3 tiếng đồng hồ nó qua cái dèo luôn. Nhưng mà mình ngồi nghe được một bài pháp thoại có 50 phút hay 1 tiếng là mình cả một cái công phu. Tự nhiên mình beng beng 3 tiếng chuông là bắt đầu mình ngủ ngon rồi. Có cái chị kia chị cứ nói cái trời bữa giờ mà con cứ bật cô lên là con ngủ ngon lắm cô. Ôi chà. Lúc đầu thì nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Vậy là có nghe pháp thoại cô không hay là cô thế cho thuốc ngủ? Nên tối về con mở cô lên là con ngủ ngon lắm. Cho nên là nghe cô một năm nay tôi thấy cô mừng rỡ xà tới vậy, chứ không nhớ cô nói gì hết trơn. Ghê không? Chà, giờ mình thấy nghe pháp có khó không? Một tiếng đồng hồ thôi, cô nói quý vị cố gắng ha, một tiếng đồng hồ không nói chuyện, mở to con mắt ráng nghe được không? Nói vậy đó chứ chừng mà 30 phút, 40 phút bắt đầu nó mùi, thấy không nhớ cô nói gì, nghe một cái chuỗi âm thanh vậy thôi. Cho nên là mình thấy rất là nguy hiểm ha. Cái này là do tập khí, thành ra quý vị sao? Ráng, hứa với lòng mình, ít nhất nửa tháng một lần mình ôn tụng năm giới, đúng không? Mình là người tại gia mà, mình có giữ năm giới, mình phải ôn tụng lại năm điều giới. Thế sau nữa là cô đi Mỹ về, cô hứa chắc chắn với quý vị luôn là cô sẽ tổ chức một cái khóa tu bát quan trai giới cho quý vị. Công đức thọ 8 cái điều giới trong một ngày một đêm miên mật đủ để sanh thiên. Tại vì trong bình thường mình không có giữ giới miên mật,
mình không có giữ trọn, tức là mình nhận cái giới đó rồi, nhưng mình có ăn phi thời không? Có. Mình có nói dối không? Có. Mình có thảo mai không? Có luôn. Nhiều khi sơ hở cái mình có trộm cắp nữa, thiệt tự nhiên cứ thấy thích vậy thôi, cứ nhón tay lấy ăn vậy thôi, chứ mình cũng nghĩ cái đó trộm cắp nữa, trời đáng gì đâu. Ờ nhưng mà không đáng gì đó, nhưng mà cái đó là có phải của mình không? Không. À rồi có khi mình uống rượu không? Có chứ, trời ơi, cuối năm rồi bắt đầu tiệc tùng nha. Trời, bây giờ cuối năm rồi, năm hết Tết đến là bắt đầu cả đám cưới có, sinh nhật có, rồi bắt đầu cũng uống không? Thì mình rất khó có điều kiện để mình giữ trọn vẹn năm điều đạo đức của mình. Thì cô sẽ tổ chức khóa bát quan trai giới cho quý vị một ngày một đêm. Lúc đó quý vị ở miền Nam cũng chịu khó lên luôn đi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mình nguyện với lòng, mình có cơ hội phạm giới mình cũng không phạm. Nghĩa là sắp sửa tính nói dối rồi, không. Ai mời ly rượu không? Hôm nay em nhất quyết là em giữ giới trong 24 tiếng đồng hồ. Như vậy nó có điều kiện cho quý vị, hiểu không? Điều kiện để mình giữ trọn vẹn 8 cái điều giới đó. Nó đủ sức cho mình sanh thiên, bảo đảm đời này đời sau mình chỉ có đi lên thôi chứ mình không đi xuống nữa. À, quý vị cố gắng thấy vậy chứ, mà cái nỗ lực tu tập của mình á, mình biết đó mà mình cứ hay quên lắm. Tại cô nhắc á thì nhớ đó, cái ba tuần sau cô đâu có về đâu, quên mất tiêu rồi. À, bình thường mình gieo cái duyên nào, mình duyên với cái việc đi làm kiếm tiền, lo con lo cái, lo chồng lo Việt Nam, chứ mình ít có lo tới cái đời sống tâm linh của mình. Mà quý vị nghĩ đi, mình nằm xuống nhắm mắt xuôi tay, cái gì đi theo mình? Nghiệp đó, biết hết luôn á. Phước. Thấy bây giờ bác ngồi trên bàn thờ chưa? Hồi sáng nay cô nói đó, tháng trước về tu, đây là mẹ của hòa thượng trụ trì ở đây đó. Tháng trước về tu, bé Hiền còn nói đó, đem mời bác cái ổ bánh mì Việt Nam á, bác nói ngon ghê, con làm bánh mì Việt Nam ngon quá, tháng sau tới tu mang cho bà ăn nữa nha con. Lần này mình về bà lên bàn thờ ngồi. Hồi sáng cô vô trong chánh điện cô lạy Phật, cứ cô nhìn qua cái bức hình, cô rất là ngờ ngợ luôn đó. Ồ, giống mẹ của hòa thượng quá, mà mình đâu dám xuống hỏi đâu, chẳng lẽ hỏi mẹ thầy chết hả, thì kỳ quá. Xong hòa thượng cũng biết đó, biết hòa thượng đến, hòa thượng nói là mẹ thầy mất được 20 mấy ngày rồi, mà bà bị ung thư mà phát hiện ra có 1 tháng là chết thôi, phát hiện ra là giai đoạn cuối luôn, ung thư da đó quý vị. Thấy vô thường không? Vô thường dễ sợ, mà bác không hề đau luôn, bác không hề đau đớn gì. Sáng hòa thượng có kể đó, bà giai đoạn cuối, ung thư giai đoạn cuối mà bà không hề thấy đau, bà không biết đau, bà không thấy cái sự gì khác biệt trong 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 sinh hoạt luôn chứ. Tới lúc mà nó da nó đổi màu hết trơn rồi, vì nó ung thư da mà nó lan hết toàn thân rồi, đi khám bệnh là ung thư giai đoạn cuối, không cách nào điều trị nữa, chưa được 1 tháng mà bác mất rồi. Cho nên á, mình thấy vô thường không? Sư cô rất là bất ngờ, sáng nay cô đến mà lòng nó rất là nó hụt hẫng, mà nó chơi vơi nhìn hòa thượng không biết phải chia sẻ như thế nào với hòa thượng. Mình biết đó, mình biết vô thường đó, nhưng mà bình thường mình có quên không? Không nhớ. Mình nghĩ mình sống lâu ghê lắm nha. Trời, nói vậy chứ bà già chứ bà mới đi, chứ mình còn trẻ còn khỏe, biết đâu bất ngờ. Đúng không? Cho nên cô nói anh chị em mình ở đây kiếm tiền quan trọng, nhưng cái gì quan trọng hơn? Đúng rồi. Đi khám sức khỏe định kỳ, lo những người thân còn xung quanh mình á. Đâu có biết hôm nào là lần cuối cùng mình gặp nhau, đúng không? Tháng trước cô về đây tu, cô đâu có biết lần đó là lần cuối cùng cô gặp được bà đâu. Bà còn rơm rớm nước mắt, cô cúng bì thư là bà nhét lại, bà nói trời ơi, hòa thượng không cho nhận đâu, cô làm vậy là tôi bị hòa thượng la. Bà dỗi, bà nhét lại cái bì thư trong tay cô chứ. Mình đâu có biết cái đó là cái lần cuối cùng cô được gặp bà đâu. Lần này về là bà lên bàn thờ ngồi rồi. Nếu như mình biết đó là lần cuối cùng mình còn gặp được người thân, người thương của mình, nếu mình biết đây là lần cuối cùng tháng sau hoặc là 20 ngày sau mình chết, thì bây giờ mình làm gì? Tu chứ mình làm gì? Gì mà kỳ, mình vẫn sân si với nhau. Mình biết vô thường đó mà mình vẫn nổi quạo với nhau, mình vẫn sân si với nhau. Hằng ngày mình vẫn kiếm tiền chứ mình không lo kiếm phước. Tiền nó quan trọng, nhưng cô nói rồi, khi nằm xuống cái gì đi theo mình? Tiền bạc là chồng mình xài nè, con mình xài nè, chưa kể chưa chắc chồng con mình được xài, có khi người dân xài không chừng. Nhưng mình được xài cái gì? Mình chỉ đem theo cái phước và cái nghiệp của mình thôi. Nói như vậy không phải để hù dọa quý vị, nói như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật dạy là chân lý, vô thường trong mỗi sát na. Cho nên khi mình còn khỏe ở đây, mình còn có khả năng tới chùa, mình còn có khả năng nghe pháp, mình còn trực tiếp mình chắp tay mình lạy xuống được 108 lạy, mình có nên làm không? Mình nên làm. Bất kể cái việc thiện gì dù nhỏ xíu, mình không có chê nhỏ mà mình không làm. Bất kể cái việc ác gì dù chút xíu, mình đừng có nghĩ nó không đáng gì mà mình làm. Cho nên cô nói với quý vị, đừng có hẹn lửa hẹn mai.
cái việc kiếm tiền là mình kiếm ngày nào mình cũng kiếm, kiếm cho tới già tới chết luôn. Nhưng mà cái việc mình mà tu tập mình có phải nên làm không? Ít nhất nửa tháng một lần dành thời gian để ôn tụng năm giới, giữ những điều trai giới và làm việc phước thiện bất cứ khi nào mình có thể làm. Đó, chứ không phải nói là xây cái chùa lên để cho quý Phật tử tới chùa cúng kiến, không có. Quý sư cô ăn uống bao nhiêu lắm, cô ăn một ngày có một bữa thôi, cúng cho giữ nên cũng ăn có một chén cơm cỡ đó thôi chứ đâu có ăn được thêm, đúng không? Cô ngủ cũng cái giường như đó thôi, giới pháp của người tu là không ngủ giường cao. Đó, quý vị giữ bát quan trai giới sẽ có một cái đó, không nằm giường cao rộng lớn. Không có sức nước hoa, nước hương, cô đâu có mỹ phẩm gì đâu, cho nên cúng nhiều cũng vậy, đâu có xài được đó. Tại bản thân sư cô giữ giới thì sư cô cũng sẽ không xài được mấy cái đó, mà mình làm cái gì? Điều kiện để cho mình tạo phước, hiểu ý không? Mà cái phước dễ làm nhất cô nói quý vị là phước gì? Nghe pháp và phụng sự đó. Nghe pháp có phước không? Có, chứ không phải cái người giảng pháp mới có công đức không đâu. Quý vị nghe pháp và thực hành pháp có công đức. Quý vị xuống rửa cái chén, nấu cái cơm có công đức không? Có công đức. Bữa nay lại Phật tụng kinh có công đức không? Dạ có công đức. Vậy sao không làm? Không làm rồi lên bàn thờ rồi người ta làm, người ta hồi hướng cho mình biết mình có nhận được không? Lúc đó mình đi cái cõi nào mình đâu có biết. Hôm qua có em kia nhắn tin về nói là ba con mới mất, giờ con đau lòng lắm, giờ con không biết ba con tái sanh ở đâu. Cô ơi, làm sao cô biết? Cô còn không biết cô chết cô đi về đâu nữa, sao cô biết ba em chết đi về đâu được? Thì bây giờ mình chỉ có nói theo đúng như lời Phật dạy thôi. Em làm thiện làm phước cúng trai tăng bố thí hồi hướng công đức cho ba, nhưng mà đâu có biết ba được bao nhiêu phần công đức trong đó mà hưởng, đúng không? Không chết. Xong rồi em kia ba chồng là người Hàn chết, nhất quyết cô phải cúng mâm cơm cho ba con mới yên tâm. Nói chứ em, cô hỏi thiệt em nha, em phải trả lời chân thành với cô nè. Em nghĩ là cô cúng mâm cơm này ba em có ăn được không? Em im một hồi nhưng em vẫn phải trả lời dạ không. Có ăn được không? Cúng ba chén cơm mà còn một chén cô còn chạy luôn ấy chứ sao mà dám. Cô chạy thiệt chứ. Cúng ba chén cơm đem xuống đủ ba chén, có mất hột cơm nào không? Như sao mình nói ba mình ăn được? Không có ăn được, sao mà ăn được? Đúng không? Cái thức ăn của mình là chỉ có khi mình có cái thân này mình ăn. Bây giờ cô nói xin lỗi nha, ví dụ cụ thể đi, thức ăn của mình với thức ăn của cún nó khác nhau không? Khác. Hồi nãy mình ví dụ mà mình kho khủng qua đồ ngon ngon thơm thơm đồ mình ăn mình ngon không? Ngon. Nhưng mình đem cái đó cho cún nó ăn không? Nó chê liền. Nó khác cái cảnh giới thôi nó đã chê rồi. Bây giờ con chim nó có ăn đồ ăn của mình không? Chưa chắc, nó chỉ ăn các loại hạt thôi chứ. Nó đâu có ăn như mình được. Vậy mà cái người đó họ đã không còn cái sắc thân này rồi, mình không biết họ đi về cái cảnh giới nào. Mình cúng là mình thể hiện cái lòng hiếu đạo, tưởng nhớ đến cha mẹ thôi. Chứ cha mẹ có ăn được không? Không. Nói danh dự như vậy, phải công nhận như vậy. Vậy thì lúc đó mình hồi hướng cái phước, có chắc người đó đã nhận được không? Không. Vậy tốt nhất là ai làm phước cho ai? Mình tự. Đúng rồi. Giờ quý vị mà có thương cha thương mẹ, cô nói rồi đó, ví dụ cầm tiền 100 ngàn, mẹ tháng này con dư có 100 ngàn thôi, con phải trả tiền nhà tiền học tiền ơi gì đó, con chỉ dư có 100 ngàn thôi, bây giờ con cho mẹ nè, 100 ngàn này là hoàn toàn tiền của mẹ, mẹ đi làm phước bố thí cúng dường gì đi nha, được không? Vậy thì 100 ngàn đó dứt khoát là của mẹ rồi, mẹ đi làm phước thì phước mẹ lãnh nhiêu? 100%. Chớ mắc cái gì giữ lợi, giữ lại rồi chờ mẹ chết cái cúng trai tăng thiệt là bự, xong cái hồi hướng cái công đức đó 100 ngàn đi thì mẹ được 1/7 ở trong đó, được 1 ngàn chứ mấy, phải không? Cho nên cô nói quý vị đây là cái cách làm phước. Rồi làm phước có người bữa sau mà thọ bát quan trai giới, cô sẽ giảng cho quý vị cái công đức thọ bát quan trai, hiểu ý không? Cái công đức thọ bát quan trai nó có bao nhiêu cái phần công đức ở trong đó, và những cái điều đó mình phải phát nguyện cái hồi hướng như thế nào với cái phần phước đó. Giống như ngày hôm nay quý vị đi tụng kinh sáng giờ với sư cô, đi khóa tu từ sáng giờ có công đức chưa? Có. Nhưng mà có người họ phát nguyện sao? Dạ con nguyện là con hồi hướng cái công đức này cho gia đình con mạnh khỏe bình an, cho con làm ăn hanh thông, hết trơn rồi. Rồi lỡ đời sau kiếp khác mình không có gặp Phật pháp nữa rồi sao mình tu? Hiểu ý không? Khác nha. Ví dụ bé Hiền với lại chị Chi sáng giờ nấu cơm dưới đi ha, cũng một cái nấu cơm, cô nói nghe. Rồi coi chị phát nguyện vậy nè, trời ơi nguyện cầu cho mọi người ăn cái cơm này được no. Tức là em chỉ được cái phước vậy thôi, tức là mai mốt đi đâu cũng được người ta cho cơm hết rồi, sẽ không bị đói. Nhưng mà khác nha, dù chị Chi chị xuống bếp chị nấu, chị tác ý khác liền. Giờ hôm nay mình nguyện cho mình nấu cái bữa cơm này, rồi những người được ăn cơm của mình được có sức khỏe nè, tu tập rốt ráo viên mãn nè, chứng thành chánh quả chánh giác, mình cũng sẽ được cái phần phước như vậy. Nó khác nha quý vị. Là sao? Cũng một cái chén cơm đó nhưng mà hai cái tác ý nó khác không? Có người bố thí chỉ muốn là cho người ta no đủ thôi, nhưng có người bố thí cái chén cơm đó mà mong muốn nhờ cái chén cơm này người ta sao? Người ta tu tập được cái phần phước tu tập đó, hồi hướng đến cái quả chánh đẳng chánh giác, cái công đức nấu cơm đó nó khác không?
Wow, đó là tại sao cùng một cái việc làm phước thiện đó, người thì trổ quả chỉ có bấy nhiêu đây, nhưng mà người trổ quả khác nha. Có rất là nhiều câu chuyện về bố thí mà hay, mà bây giờ cô kể là sẽ không có giảng được cái bài này, cho nên cô hẹn với quý vị trong cái buổi lễ mà thọ bát quan trai cô sẽ kể cho quý vị nghe. Cũng có người đi thọ bát quan trai chỉ nguyện là về con lấy được chồng giàu thôi, trời ơi. Nhưng mà có người cũng đi thọ bát quan trai nguyện là cái công đức này của con được sanh thiên thôi, cái lên trời hưởng hết dục lạc nó rớt xuống lại rồi làm sao. Nhưng mà cũng có người thọ bát quan trai nguyện cho 24 tiếng đồng hồ con giữ giới thanh tịnh này, con được sanh ra đời nào cũng gặp Phật, gặp thầy lành bạn tốt, tu hành giải thoát giác ngộ. Khác không? Khác chứ. Quý vị nấu một bữa cơm cũng ra công sức đó bao nhiêu đó, đúng không? Mà cái tác ý của mình nó khác thì cái phần hưởng công đức nó khác. Nên cô nói quý vị mà làm với nhà bếp á, mà khởi được cái tác ý lành thiện á, trời ơi, cái công đức nó trổ rất là nhiều. Như sáng giờ mình đi, mình biết cách nào hồi hướng không? Đó, con hồi hướng cho cái công đức mà hôm nay con cúng chùa nè. Ví dụ đã lỡ có cúng chùa rồi, con nguyện cái công đức cúng chùa của con nè. Cúng hoa nè, cúng đèn, cúng nhang. Hôm nay con lạy Phật tụng kinh giữ ba nghiệp thanh tịnh nè. Giờ này con ngồi nghe Pháp với hết lòng thành kính nè. Con tác ý rằng con hồi hướng cái công đức này, con sanh ra đời nào cũng gặp thầy lành bạn tốt, tu hành giải thoát giác ngộ. Hồi cái phước báo của mình khác chứ, bảo đảm ngon lành hơn chứ, đúng không? Đó cô nói, nếu như mà mình không đến chùa, mình không có được nghe ôn lại, nhiều khi mình biết mà mình quên, hoặc là mình biết mà mình lười, hoặc mình biết mà mình gia duyên mình không làm được. Cho nên quý vị cố gắng ha, dù là bận rộn cỡ nào, hàng ngày cô nói đó, mình nghe rất là nhiều thứ bên ngoài nhưng mình không nghe được mấy lời pháp vô đầu hết. Mình làm rất là nhiều việc bên ngoài nhưng mình không làm được mấy việc thiện cho mình hết. Mình đi kiếm tiền nuôi gia đình, đó là cái việc đúng đắn, nhưng mà cái việc đó nó có lợi lạc gì cho mình không, đúng không? Mình phải biết kiếm luôn cái phần phước cho chính mình, đó là người biết thương mình, hiểu không? Cho nên cô hy vọng quý vị rằng trong cái cuộc sống rất là bon chen, rất là nhiều cái điều để cho mình phải phân tán tư tưởng thời gian, thì mình nhân cái lúc mình còn khỏe, còn trẻ, còn tỉnh táo, còn tự mình tạo phước được, thì mình phải tự thương mình, được không? Chứ không phải mấy người tự nhiên đến chùa làm công quả ngày tuần này tuần kia là mấy người ngu đâu, này ngu ghê á, mà không đi chơi mà không cua gái gì, mà tuần nào mà cũng tới làm phụng sự cho cô Hiếu còn bị cô chửi nữa, nó có ngu không? Còn lâu nó mới ngu. Nó biết nó vì sao nó làm không? Biết chứ. Biết bao nhiêu người quý vị ngồi đây trước mặt cô, 10 người, 20 người, 100 người, nhiều khóa tu lớn là 400 người hay 1.000 người, nhưng mà truyền thông một cái cả triệu người nghe một cái pháp thoại, khác không? Khác chứ. Vậy cái công tác của mấy đứa phụng sự viên ngồi trước cái camera có nhỏ không? Không nhỏ tí nào. Đó. Đó cho nên nó sáng suốt, đúng không? Đó, thời gian đó có thể đi hẹn hò. Ok, hẹn vậy chứ bữa sau nhỏ kia nó thay lòng đổi dạ, nó không thích này nữa sao, nó quen bà bồ khác sao? Là mất cả chị lẫn chài đó. Còn nó đi phụng sự được ngày nào là lãnh trọn ngày đó, có chia phần phước cho cô Hiếu không? Không, ảnh hút hết một mình mà. Vậy ai ngu ai khôn? Mà chưa kể là đi cô gái còn phải tốn tình phí chứ, đúng không? Còn lâu mới không tốn. Chả lẽ gặp nhau không mới đi ăn, không mới đi cà phê đó, rồi học tặng quà tặng ơi cho người ta, sao mà cua người ta được? Bây giờ đó là cua thôi đó, còn muốn cưới người ta là còn phải chuẩn bị gì nữa? Nhà cửa xe cộ tiền bạc, đúng không? Đâu có đứa nào mà nó khờ khờ mà một mái nhà tranh hai trái tim vàng giờ không có. Được coi phải mua được nhà không mới dám sanh em bé được chứ, đúng không? Trời, phức tạp lắm. Đến chùa có cần tiền không? Không, giá cái mạng tới là cô mừng rồi. Cho nên thấy vậy chứ mà bền bỉ, đúng không? Cho nên cô nói quý vị đó, bài kinh này là một cái bài kinh kinh Trung Bộ số 84, bài kinh Madura. Madura là một cái tên của một quốc gia ha, một cái địa danh đó, Madura. Thì một cái thời này là tôn giả Mahakachinjin, Mahakachana đó, tức là bài kinh này không phải bài kinh Phật nói mà bài kinh của ngài Kachinjin nói. Kachinjin cũng là một bậc thánh rồi nha quý vị. Thì cái thời này tôn giả này ở tại Madura là tên một cái địa danh đó. Thì đức vua của cái vùng Madura này thì cô có nghe là người ta nói là cái Sa môn Ca Chiên Viên đó, Maha Ca Chiên Viên là đang trú ở Madura, tức là đang trú ở vương quốc của vua nè, tại cái khu rừng Kunda nè. Và cái tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả là tôn giả này là bậc hiền giả, bậc trí giả, thông minh, đa văn, nói năng lưu loát, nhà biện tại lão luyện, rồi bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán.
mà Ngài là bậc A-la-hán không? Đã chứng A-la-hán rồi. Thì thật tốt lành thay là được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Tức là người ta đồn với nhà vua rằng, nhà đức vua hiện nay trong quốc độ của nhà vua đó có một vị A-la-hán là bậc trí giả, bậc hiền giả, rất là thông minh, đa văn, nói năng, lưu loát, biện tài lão luyện. Bậc đó là bậc thánh đang có mặt trong quốc gia này. Cho nên thật là lành thay khi được ý kiến bậc thánh. Thì nhà vua nghe như vậy mới lên một cái cỗ xe rất là thù thắng. Tức là để ra vẻ đó diễu võ dương oai, là đi một cái cỗ xe rất là lộng lẫy đến để gặp tôn giả Mahakachana. Tức là nghe là bậc A-la-hán cũng muốn đến, muốn đến thân cận đảnh lễ cúng dường, nhưng mà sao, với cái uy vệ của bậc đại vương cho nên thắng một cái cỗ xe rất là đẹp đến. Thì sau đến nói những lời chào đón hỏi thăm thì mới ngồi xuống một bên và thưa với tôn giả rằng, đây quý vị nghe kỹ ha, bài kinh này là bài kinh nói về cái giáo thuyết bình đẳng tuyệt đối của Đức Phật. Đức Phật là một cái nhà cách mạng vĩ đại nhất trong cái việc mà bình đẳng giai cấp từ thời này, từ thời mà Ấn Độ còn rất nhiều giai cấp. Thì lúc đó nhà vua mới nói với tôn giả Ca Chiên Viên Kachana như sau: các vị Bà La Môn. Bà La Môn là ai biết không? Ở hàng Ấn Độ đó là có rất là nhiều giai cấp, nhưng mà mình chia ra bốn giai cấp lớn là Bà La Môn, rồi gì nữa, Bà La Môn rồi tới gì, Sát Đế Lợi. Bà La Môn là cái tầng lớp giáo sĩ, nghĩa là lãnh đạo tinh thần của toàn dân toàn quân. Rồi tới Sát Đế Lợi là tầng lớp vua quan, tức là sao, như bây giờ mình nói là chủ tịch nước hoặc là tổng thống đó, tức là cái giai cấp mà lãnh đạo nhà nước. Rồi cái giai cấp thứ ba là phệ xá. Phệ xá là những thương dân, tức là những người có tiền đó, là những người giàu trong xã hội, những người mà kinh doanh kiểu giống như là nhà hàng hoặc là ngân hàng đồ vân vân, những người mà quý tộc đó. Rồi và cuối cùng đó là Thủ Đà La. Thủ Đà La là những người gì, giai cấp thấp nhất, là giai cấp làm nô lệ. Đúng rồi, bốn giai cấp lớn trong giai đoạn đó mình nắm được chưa ha. Thì Ấn Độ là một xã hội phân chia giai cấp rất là khắc nghiệt, và bây giờ vẫn còn cái chế độ giai cấp đó nha, chứ không phải là bây giờ hết đâu. Thì Bà La Môn được xem là cái tầng lớp cao nhất trong xã hội, mà thậm chí là còn nắm quyền luôn cả những người lãnh đạo nhà nước. Tại sao? Tại Bà La Môn là cúng tế. Bà La Môn tự cho mình là sanh ra từ trong miệng của Phạm Thiên, cho nên là những tầng lớp cao của xã hội. Thì lúc đó những Bà La Môn đã nói với nhà vua như sau: chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chủng tánh là gì? Là theo cái nguồn gốc xuất thân, tức là bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ba má mình là nông dân thì cả đời mình cũng chỉ được làm nông dân, chứ mình không có học hành tiến sĩ, làm học giả gì được hết. Dù ba má mình là vua chúa thì mình sinh ra mình sẽ là hoàng tử, là công chúa, đó là do chủng tánh. Còn ba má mình là Bà La Môn thì mình đẻ ra mình đã ngồi trên đầu thiên hạ rồi, bất kể mình như thế nào. Ghê không? Chủng tánh tức là theo cái nguồn gốc xuất thân, theo dòng dõi ha. Chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Nghĩa là chỉ công nhận Bà La Môn là những người thanh tịnh, còn những cái tầng lớp khác là sao? Hạ liệt, thấp kém, không thanh tịnh, ô nhiễm, ghê chưa? Đâu phải ba má mình làm nông dân là mình là cái thứ hạ liệt, yếu kém trong xã hội đâu. Đâu có, đúng không? Nhiều con cái của nông dân bây giờ học đại học Harvard đàng hoàng, giáo sư tiến sĩ hàng đầu, đâu có đơn giản như vậy. Nhưng hồi đó người ta quy định như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con của Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên và thừa tự Phạm Thiên. Phạm Thiên là ai? Vua trời đó, thượng đế đó, tức là con trời đó, ông trời con đó. Ở đây tôn giả Kachana đã nói gì? Tức là đức vua đi đến ý kiến một cái tôn giả được xem là bậc A-la-hán và nêu ra cái vấn đề của xã hội đương thời, là các Bà La Môn cho rằng sao? Chỉ có mình là thanh tịnh, chỉ có mình là tối ưu, chỉ có mình là giai cấp tôn quý trong xã hội, và chỉ có mình là con sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. Quý vị hiểu cái nội dung đức vua nói không? Và cái này có hợp lý không? Giờ nghe qua đã không hợp lý rồi, thì chúng ta sẽ thấy là Ngài Ca Chiên Viên với đức độ của một bậc A-la-hán thanh tịnh, trí tuệ, phạm hạnh như vậy, thì Ngài trả lời nhà vua như thế nào? Ngài Ca Chiên Viên trả lời nhà vua với 5 cái yếu tố để nêu lên những cái giá trị bình đẳng ha. Sư cô đọc chánh kinh cái đoạn này thôi, còn những cái phần sau thì sư cô sẽ nói tóm tắt cho quý vị dễ nắm ý hơn. Đầu tiên, ông không có phản bác lại, ngược lại cái câu đó, mà ông rất nhẹ nhàng. Ông nói những cái lời của đức vua nói như nãy đó,
nó chỉ là một âm thanh thôi, nghĩa là nó là một cái chuỗi âm thanh thôi, nó có là chân lý không? Không. Hôm qua mấy em nào mà tụng kinh ở chùa mình có tụng bài kinh mà bài kinh Kalama không? Có nhớ không? Có nhớ bài kinh Đức Phật nói 10 điều không có tin không? Không phải số đông tin như vậy là cái điều đó là chân lý, quý vị hiểu ý không? Đức Phật dạy rằng có 10 điều không có nên tin. Ví dụ vậy nè, người ta nói mình á, ví dụ tôn giáo bạn nói mình á, nếu như mình không tin Thượng Đế, mình không tin Thiên Chúa thì mình sẽ đọa địa ngục, mình sẽ xuống hỏa ngục. Có đúng không? Không. Điều này có đông người tin không? Đông. Tại vì tín đồ của Cơ Đốc giáo trên toàn cầu là đông nhất đúng không? Vậy có phải là tính ra về bình quân là cái câu nói này được đông đảo người tin nhất không? Nhưng mà nó có là chân lý không? Không. Theo với lại cái triết học, cái quan của Phật giáo nó có là chân lý không? Không. Không phải không tin Thượng Đế thì sẽ xuống hỏa ngục được. Mà tại sao mình xuống hỏa ngục? Tại sao mình xuống địa ngục? Do gì? Do cái gì? Do nghiệp gì? Chữ nghiệp nó là trung tính thôi, do nghiệp gì? Đúng rồi, do nghiệp xấu, do tham, do sân, do si thì mình mới đọa địa ngục, chứ không phải là do mình tin Thượng Đế hay không tin Thượng Đế mà mình xuống địa ngục. Quý vị hiểu không? Đó. Vậy thì có phải đông đảo những người ta tin nhưng mà nó có là chân lý không? Không. Vậy thì hiện tại đương thời rất nhiều người, kể cả Bà La Môn và các giai cấp khác trong xã hội, tin vào cái chế độ giai cấp theo cái dòng dõi xuất thân này không? Tin, nhưng mà nó đúng không? Không. Cho nên Ngài Ca Chuyên Viên nói rất nhẹ nhàng nhưng mà rất rõ ràng với nhà vua rằng cái câu nói đó chỉ là một chuỗi âm thanh thôi, nó không phải là chân lý. Vậy thì Ngài có những cái phản bác như thế nào? Đầu tiên Ngài hỏi lại: thưa đại vương nghĩ thế nào nếu có người sát đế lợi sống sung túc với tài sản ngũ cốc vàng bạc, người ấy có thể có một người sát đế lợi khác là người hầu trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, hay người ấy có thể có một vị Bà La Môn, có thể có một vị tệ phệ xá, hay người ấy có thể có một Thủ Đà La là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ không? Quý vị hiểu không? Cái này là nội dung chánh kinh, nghe đọc nghe hiểu không? Không hiểu đúng không? Thì dịch tiếng Việt cho, bởi vậy ở nhà mà ôm quyển kinh đọc là tới đây ngủ rồi đó. Cũng tiếng Việt Nam đó mà sao con đọc con không hiểu cô? Dịch cái câu này ra tiếng Việt dễ hiểu như thế nào? Nghĩa là ông đang nói là không phải là chỉ có Bà La Môn là tối thượng, không phải chỉ có Bà La Môn mà thanh tịnh. Bây giờ tôi hỏi đại vương nè, ví dụ như có một cái người thuộc dòng sát đế lợi, hồi nãy cô nói dòng sát đế lợi là dòng gì? Dòng sát đế lợi là dòng dõi gì? Vua chúa đúng không? Vậy thì người đó nếu mà có tài sản sung túc, vua chúa là giàu nhất cả nước không? Cả tài sản trong quốc gia đều thuộc quốc khố, có phải vua chúa giàu nhất không? Vậy vua quan có quyền thuê một người là sát đế lợi, cũng là vương tôn hoàng tộc, về làm hầu cận cho mình không? Có chứ, sao không được? Mình làm vua mà. Mình làm vua mình có quyền có rất nhiều thuê thiếp đúng không? Mình có quyền có thuê rất là nhiều hầu cận trung thành không? Mình có quyền thuê ngược lại Bà La Môn cúng bái cho mình không? Có chứ. Rồi nhà vua đó có quyền thuê những người mà giàu có trong nước về phục vụ cho mình không? Có. Quý vị hiểu không? Tức là bây giờ cô nói đơn giản đi ha. Tổng thống Donald Trump trước khi làm tổng thống ổng là cái gì? Đô tỷ phú. Ổng là thương nhân đúng không? Ổng rất giàu đúng không? Vậy có phải là có rất là nhiều mà quan chức nhà nước đương thời đó, bây giờ mình nói cái chuyện mà sát đế lợi, phệ xá, Thủ Đà La, thế nó không có giống thời đại bây giờ. Cô nói tỷ phú nè, ngay cả ở đây Samsung đúng không, tập đoàn Samsung, thái tử Samsung đúng không, nắm gần như nguyên cái xương sống của nền kinh tế Hàn Quốc này. Vậy phải có rất nhiều chính khách nó thuộc phe phái của Samsung không? Thậm chí Samsung chi phối được ai sẽ lên nắm quyền chính trị luôn mà, đúng không? Cái việc mà bầu cử, tranh cử tổng thống nó phụ thuộc rất lớn vào những nhà tài phiệt trong nước, đúng không? Đâu tự nhiên em lên làm tổng thống được, phải có những người ủng hộ, đúng không? Những người ủng hộ đó là ai? Có phải tỷ phú nhà giàu đứng đằng sau không? Đứng đằng sau cho nên những cái chính khách đó người ta lên làm tổng thống, hoặc ta lên làm nghị sĩ quốc hội, hoặc là trưởng một cái đảng phái nào đó. Vậy thì họ sẽ có những cái chính sách làm lợi ngược lại cho tài phiệt chứ, đúng không? Tổng thống Donald Trump cũng vậy. Vậy tổng thống Donald Trump khi mà làm tổng thống, tức là cai quản nhà nước á, ổng có rất nhiều tỷ phú xung quanh ổng không? Ổng có quyền thuê những người giàu có làm phục vụ cho ổng không? Có chứ. Phải không? Giờ quý vị hiểu không? Tức là cái quyền bình đẳng ở đây nó có thuộc về cái dòng giống xuất thân không? Lúc đó người ta có hỏi là có phải là bà là tổng thống Donald Trump xuất thân từ Whig tộc hay là Bà La Môn không? Không. Người ta căn cứ vào cái gì để người ta nghe lời ổng? Tiền.
mình đang sống ở cái nước gì? Tư bản chủ nghĩa. Quý vị thấy sức mạnh của đồng tiền chưa? Thấy không? Cho dù tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền có làm ăn gì được không? Nhà mình mua rõ ràng là đứng tên mình đó, mình không có tiền trả thuế coi, nó còn cái nhà của mình không? Nó hốt luôn chứ. Chùa mình mới xây đây là nó đánh thuế liền, nó đánh thuế đất nè, nó đánh thuế luôn cái tòa nhà nè. Nếu như mình không trả thuế, nhà nước có quyền tịch biên không? Thấy chưa? Như đó là cô hiểu là cái sức mạnh nó nằm ở đâu? Đúng. Vậy thì nó có phải nằm ở nguồn gốc xuất thân không? Đó. Vậy em thấy cái lý thuyết của ông vua đưa ra sai chưa? Ở đây có ai dám đụng tới Samsung không? Không. Đụng cái mình mất việc liền. Mình có phải dựa vào Samsung không? Có. Mở con mắt ra là thấy mình đã sử dụng dịch vụ của Samsung rồi. Rồi bây giờ kể cả nhà nước, những nhà làm chính trị của Hàn Quốc đây nè, tổng thống đương thời luôn nè, có dám làm cái gì mà đụng tới Samsung mà để nó bị thiệt hại trầm trọng không? Kinh tế nó bị hắt hơi sỉ mũi liền. Vừa rồi bắt giam ông thái tử một cái thì cả nước nó biểu tình, thấy chưa? Bắt ông trả ông ra lời. Tổng thống thì không làm ra tiền cho nhà nước đó, chứ Samsung làm ra tiền cho tôi à. Samsung cho mình công việc làm à. Cô nói nội đơn giản vậy thôi, quý vị hiểu là quyền lực nó nằm ở trong tay người nào? Người có tiền. Ghê không? Vậy thì cái lý thuyết mà nó quyền lực nó nằm trong tay cái giai cấp mà giáo sĩ Bà La Môn nó có phù hợp không? Không. Vậy là sai chưa? Sai rồi đó. Thường là mình thấy làm sao? Rồi ví dụ như mình không cần là Samsung đi, bây giờ có rất là nhiều đại gia khác mà đúng không? Có rất là nhiều đại gia, mình có tiền mình có thuê người được không? Được. Như chùa mình đây cũng không có tiền nè, mà thuê được không? Thuê. Tại ví dụ thuế má, báo cáo thuế, hoàn thuế, cô có biết làm không? Không. Nhưng mà cô trả phí cho cái dịch vụ thuế người ta làm cho cô không? Làm. Vậy nội chỉ cần có tiền thôi, có sai được công chuyện chưa? Sai được rồi. Vậy này mình thấy sai chưa? Đâu phải nói là cái người làm thuế đó là họ giai cấp xuất thân cao hơn cô, họ quốc tịch Hàn Quốc cho nên họ coi thường mình không? Họ dám coi thường mình không? Không. Mình là khách hàng của họ mà. Mình là khách hàng, mà khách hàng là gì? Đúng rồi. Giờ mình hiểu bối cảnh chưa? Khách hàng là thượng đế rồi. Thế chùa rất là nghèo luôn, nhưng mà những cái dịch vụ mà mình dùng bên ngoài đây, những người đó họ trình độ cao hơn mình không? Công ty họ giàu hơn mình không? Giàu hơn. Nhưng mà họ không có những khách hàng như cô, họ có tồn tại được không? Không. Vậy thì mình có phải là mình có tiền là mình đã chi phối được chưa? Đó. Cho dù họ có xuất thân nguồn gốc cao cấp gì hơn, nhưng mà mình có tiền, mình có thể bắt họ làm việc cho mình không? Có. Thì cái mối quan hệ lao động chủ tớ nó hình thành từ đâu? Mình đi làm từ đâu? Do chủ có tiền trả lương cho mình chứ, đúng không? Chủ không có trả lương cho mình có làm cho chủ không? Còn lâu. Mà chính vì chủ trả lương cho mình cho nên mình có dám chửi chủ không? Mình chửi sau lưng thôi chứ mình đâu dám chửi trước mặt. Hiểu không? Cho dù mình có bất mãn ông giám đốc cỡ nào, mình có bất mãn sao chăng niêm cỡ nào, nhưng mà ai đang trả lương cho mình? Bởi vậy. Vậy thì cái mối quan hệ chủ tớ, ví dụ là ở Việt Nam mình quý tộc, mình lá ngọc cành vàng luôn đi, nhưng mà mình lỡ qua đây mình đi làm rồi, thì cái mối quan hệ đó nó nằm ở trên cái mối quan hệ gì? Chủ tớ đó. Ai trả lương cho mình là người đó là đúng rồi. Chứ bây giờ nó còn truy vào cái nguồn gốc xuất thân không? Có rồi. Ví dụ mình nói là mình tốt nghiệp đại học Seoul ra, đại học danh tiếng hàng đầu của Hàn Quốc này, mình đi xin việc hoài không được, cuối cùng có cái công ty người ta tuyển mình vô làm. Giờ mình có vô mình hất cái mặt lên trời, mình nói với Sa Trang Niêm là ông tốt nghiệp cái trường đại học tầm thường, tôi tốt nghiệp trường đại học xịn nhất Hàn Quốc nè, ông phải coi trọng tôi không? Có không? Đuổi ra liền luôn á chứ, ai trả lương cho mày ngu dữ vậy trời ơi, đúng không? Cô hồi đó cũng vậy, mình tốt nghiệp cái trường rất là danh tiếng ở Việt Nam, qua đây có ai coi thường coi trọng mình không? Không. Cho tới khi nào người ta coi trọng mình? Cho tới khi nào mình chứng minh được cái năng lực của mình, mình chứng minh được cái khả năng kiếm tiền của mình cũng không thua người ta, mình cũng có thể mở công ty giống vậy, tôi là đối tác cạnh tranh con thì lúc đó là nó mới công nhận là này cũng có năng lực nè. Chứ cái lúc đó mình đem cái bằng tốt nghiệp đại học ưu tú thủ khoa của mình ở Việt Nam qua đây, người ta có coi trọng không? Chưa. Thì quý vị hiểu không? Đó, đơn giản như vậy thôi. Đó là cái lập luận đầu tiên. Vậy thì cái đầu tiên này nó bình đẳng trên cái gì? Nó bình đẳng cái gì? Tức là nếu người sát đế lợi giàu có thì người đó có thể có các Bà La Môn, sát đế lợi, phệ xá và thủ đà la giúp việc cho mình không? Có. Ngược lại, nếu cái người phệ xá tức là tỷ phú đó, tỷ phú cỡ tỷ phú Bill Gates rồi đúng không? Vậy cái người giàu cỡ như vậy thì họ có thể có các cái sát đế lợi và thủ đà la, thậm chí Bà La Môn làm công việc cho mình không? Có quyền thuê được. Còn nếu như cái người thủ đà mà họ rất giàu có thì họ cũng có thể thuê ngược lại những tầng lớp khác không?
Có. Và điều này nói lên bốn cái chủng tánh trên là bình đẳng. Quý vị hiểu chưa? Đây là nội dung chính yếu của bài kinh này. Đức Phật đã tuyên ngôn cái giáo thuyết bình đẳng từ hơn 2.500 năm trước trong một cái xã hội tràn đầy giai cấp mà căn cứ theo cái nguồn gốc xuất thân. Đây là một cái cuộc cách mạng lớn. Bình đẳng là bình đẳng. Cái đầu tiên là bình đẳng nghề nghiệp dựa theo cái năng lực quản lý và làm việc. Có công nhận không? Thì cô nói nãy giờ quý vị hiểu được rằng chúng ta bình đẳng với nhau. Không có phải cái chủng tánh nào, cái nguồn gốc xuất thân nào là cao quý hơn, mà chúng ta bình đẳng theo cái nghề nghiệp, dựa theo cái năng lực quản lý và làm việc của mình. Đúng không? Tuy là mình là người Việt Nam, nhưng cái năng lực quản lý của mình tương đương với cấp quản lý của người Hàn, thì mình có tương đương với họ không? Tương đương chứ. Còn nếu mình giỏi hơn, mình làm sếp ngược lại họ chứ, mình thuê ngược lại họ về làm cho mình chứ. Ngày xưa khi cô chưa khi đi tu, cô mở công ty ra, cô thuê người Hàn lại làm cho mình chứ. Đâu phải nói mình người Việt Nam thì mình mãi mãi làm tới cho người Hàn đâu, không có. Nó sẽ sắp xếp theo cái năng lực quản lý và làm việc của mình, thì nó bình đẳng thôi. Quý vị hiểu không? Đó. Vậy trong lịch sử đã cho thấy là không phải lúc nào con vua thì cũng được làm vua, mà con sải ở chùa thì quét lá đa được. Cái này nó cho mình thấy cái sự rất là bình đẳng. Không phải bố mẹ mình làm nông dân thì suốt đời suốt kiếp mình chỉ có làm nông dân. Cô không nói làm nông dân là xấu hay là hạ tiện đâu nha. Nhưng ý cô nói là có khả năng mình vươn lên giai cấp khác không? Có chứ. Mà nông dân ở đây có giàu không? Giàu à, chưa chắc mình đi làm ngon lành ở trong phòng máy lạnh mà nhiều tiền mà nông dân đâu nha. Thế ở đây người ta trồng mấy cái hao sừ, mấy cái trái xoài, trái ấy được không? Tiền tỷ không đó chứ vẫn đâu. Ông nông dân thì cũng tùy nông dân. Như ý cô nói rằng sao? Không phải là con vua thì được làm vua. Ví dụ là con vua đi nhưng mà không có năng lực có lên làm vua được không? Có bao nhiêu lịch sử đã chứng minh được có bao nhiêu đời vua kéo dài được hơn mấy trăm năm không? Không. Nếu con vua mà không có năng lực có giữ được ngai vàng không? Còn lâu. Nhất là trong thời buổi này, chúng ta thấy tổng thống là cái nghề nghiệp nguy hiểm nhất trong xã hội không? Một là tự tử chết, hai là bị bắt bỏ tù không? Đó, vậy có chắc chắn là con của tổng thống sẽ được lên làm tổng thống không? Còn lâu. Vậy chứ con sải ở chùa thì quét lá đa có không? Việt Nam mình có ai ở chùa quét lá đa mà lên làm sư vậy? Lý? Trời không biết luôn, chết mồ rồi. Lý Thái Tổ. Hồi nhỏ ông ở trong chùa mà. Cô Nhi ở trong chùa mà, quét lá đa đó. Con sải ở chùa thì quét lá đa, nhưng mà sau này sao? Người ta là vua. À, mà bây giờ có nhiều con sải đâu có quét lá đa nữa. Có nhiều con cái của quý hòa thượng ta đâu có đi tu nữa. Hiểu ý không? Tức là khi chúng ta có những nhà vua có xuất thân là cùng đinh không? Có, Đinh Bộ Lĩnh, Cờ Lâu Tạp Trận. Có những vị vua áo vải không? Tức là có những vị vua có phải xuất thân là quý sở tộc không? Không. Có những tổng thống có phải xuất thân từ miền quê không? Có. Có những đời tổng thống xuất thân từ miền quê, có những tổng thống da màu không? Tổng thống Obama đúng không? Đâu phải là ba ổng là tổng thống sẵn cho ổng lên làm tổng thống đâu. Ổng lên tổng thống nhờ cái gì? Năng lực của ổng, chứ không phải nhờ xuất thân quyền quý của ổng. Đúng không? Đó. Có những người lên làm đệ nhất phu nhân có phải là do họ là thiên kim tiểu thư sẵn không? Không. Công nhận không? Đó. Bây giờ chúng ta thấy Đức Phật nói có chân lý không? Có bình đẳng không? Đây là thuyết bình đẳng đầu tiên. Rồi tiếp tục. Câu thứ hai, tôn giả Ca Chiên Viên hỏi ngược lại nhà vua. Nếu như Sát Đế Lợi hay là Bà La Môn hay là Phệ Xá hay là Thủ Đà La, tức là đại diện cho bốn giai cấp đương thời á, mà tạo 10 ác nghiệp thì sau khi mệnh chung có sanh về địa ngục không? Nhà vua trả lời có, đúng rồi. Kể cả theo quan điểm của Bà La Môn giáo đương thời thì người làm ác có sanh vào địa ngục không? Có. Vậy cái việc mình sanh vào địa ngục nó do ai? Do cái nghiệp của mình, đúng không? Nếu như mà mình trộm cắp nè, mình tà dâm nè, mình nói dối, mình uống rượu, mình nói chung là làm những cái việc cực trọng ác ở trong xã hội này, khi mình đang sống thì mình chết mình có vào địa ngục không? Có. Vậy có phải nói là tôi là Bà La Môn nè, tôi là con của Thượng Đế, tôi là con của Phạm Thiên từ miệng sanh ra, cho nên mình tà dâm ngoại tình trộm cướp kiểu gì mình cũng sanh thiên không? Còn lâu. Nếu vậy thôi chứ mình con Phật là mình được Phật ô dù rồi. Mình được Phật ô dù rồi, Phật còn bự hơn Phạm Thiên mà, đúng không? Phật là ba mình mà. Mình xưng cái gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Bổn Sư là cái gì? Là thầy của tôi. Mình dành ông Phật là thầy của mình. Xong rồi mình xưng mình là Phật tử, là con của Phật. Nếu nói như vậy thì là cha mình làm Phật thì mình cũng làm Phật con rồi. Cái mình đâu có cần tu hành gì, mình quậy đục nước luôn. À, rồi mình tạo rất là nhiều ác nghiệp. Rồi Đức Phật làm sao với mình? Dớt mình lên hay gì? No. Này con này kỳ lắm, đúng không quý vị? Vậy thì mình có thấy là có phải do nguồn gốc xuất xứ không?
đâu phải mình quy y làm Phật tử, mình lấy cái phái quy y cái làm như cái giấy thông hành nữa, mốt mình xuống cái cầu Nại Hà cái đưa cái giấy quy y ra bát mua cho con là đi lên không, có không? Còn lóng có ô dù vậy, Phật có ô dù vậy không? Không. Vậy Phạm Thiên có ô dù vậy không? Lại càng không. Về con của Phạm Thiên hay Bà La Môn hay là Thệ Xá hay Thủ Đà La gì làm ác có đọa địa ngục không? Có. Vậy chúng ta thấy cái bình đẳng thứ hai là bình đẳng cái gì? Bình đẳng về nhân quả. Quý vị có thể không tin cái gì nhưng quý vị phải tin. Đúng rồi. Ở đây một lần nữa cô lặp lại, cô mà nói cái này là bảo đảm có nhiều người là không thích cô là tại vì nói là như vậy, nhưng mà cô vẫn phải khẳng định cái điều chân lý đó là không phải số đông nói là nó đúng, hiểu không? Cho dù rất đông người tin theo cái điều gì đó nhưng nếu nó không là chân lý thì nó vẫn là không là chân lý, quý vị hiểu ý không? Cho dù mình không tin Thượng Đế nhưng mình không làm ác mình có xuống địa ngục không? Không. Quý vị hiểu chưa? Vậy có bị dụ không? Có bị hù dọa không? Không. Vì chúng ta biết rằng mình phải có chánh tín, chánh tư duy, chánh kiến, là cái thấy đúng đắn, cái suy nghĩ đúng đắn và cái niềm tin đúng đắn. Mình tin rằng cái việc mà đi lên hay đi xuống của bản thân mình do ai? Do chính mình, chứ không phải do nguồn gốc xuất thân, không phải do mình tin một cái đức tin nào, mà do chính hành vi của mình. Không thể nào nói xuất thân Bà La Môn thì làm ác không có đọa địa ngục được. Không thể nào nói là mình quy y rồi là mình sẽ không bao giờ đọa địa ngục. Có không? Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Nhưng không đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh trong trường hợp nào? Mình phải, đúng rồi, nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng và giữ năm điều đạo đức cơ. Cái điều kiện đó thì không chịu giữ nè, cái đoạn này thì không giữ nè, mà chỉ thấy cái đoạn mà quy y Phật không đọa địa ngục là ngon rồi. Rồi là cấm đầu quy y nè, quy y xong là cứ cấm đầu đi uống rượu nè, cứ cấm đầu nói dối, vậy đọa không? Mười ông Phật cũng không dớt mình được. Đấy. Vậy cho nên là mình thấy rằng nếu như không muốn bị đọa địa ngục, không muốn bị đọa hỏa ngục thì là do mình phải làm lành, chứ không phải do nguồn gốc xuất thân, chứ không phải ba má mình tu tập phước đức nhiều lắm. Trời ơi, người ta nói là gì ta, người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con, ba má mình làm thiện quá trời cái mình hưởng cái phước á. Không dám đâu à, ba má mình làm ba má mình hưởng chứ mình có làm đâu mà hưởng, đúng không? Bởi cô nói mấy em mà dẫn con đi chùa đó, 1000 quên cũng vậy, cho nó bỏ vô bàn tay nó, mẹ cho tiền con nè, con đi cúng chùa đi, ảnh tự tay nhét vô thùng công đức 1000, cái đó là cái gì? Cái phước của ảnh. Cho mình nhét vô 10.000 mình hồi hướng cho con mình nói mình làm phước cho con mình. Có nó đâu mấy. Về sai nó làm công chuyện chứ con quét cái nhà này đi, con xếp đồ này đi, con lau cái phòng này cho mẹ đi, mẹ cho con dụng tôn 5.000. 5.000 này con chích 1.000 ra con lên con cúng chùa đi. Cái này là tiền của ai? Tiền con mình. Chứ mình không cho nó, mình cũng không có sai nó làm công chuyện, mình nuôi nó như trứng mỏng vậy đó, cái mình đem 100.000 đến chùa mình cúng mình hồi hướng cho con mình. Biết nó có cái phước nó nhận không? Cho nên ai làm người đó hưởng. Này nó nhân quả nó công bằng lắm ha. Mình thọ giới, mình công đức, mình công quả thì mình được hưởng. Dĩ nhiên những người xung quanh mình có cộng nghiệp không? Cộng nghiệp chung. Tức là mình làm phước thì sao? Mình hanh thông nè, mình có sức khỏe nè, mình có uy tín nè. Vậy thì chồng con mình có được hưởng ké mình không? Dạ có. Cái này hưởng ké là có nha, tại cái cộng nghiệp chung. Giờ nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, tức là một người tạo phước thì ngàn người hưởng. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương, có nhiều khi trong vườn đó chỉ có một cái hoa đó nở có hương thơm thôi, nhưng mà cả vườn hoa thơm không? Thơm lây. Thì tức là bản thân mình làm lành thì gia đình mình, xung quanh mình nó cũng hưởng được cái phần phước của mình. Nhưng mà vẫn tốt nhất là sao? Mình dạy cho con mình làm phước, hiểu ý không? Đó, thì người bình dân mình, quan niệm dân gian bình dân của mình, ông bà mình cũng hay nói gì? Ông thiện ông ác có hai bên vai, đúng không? Đúng không? Cái câu này ngày xưa hồi nhỏ nhỏ cô nghe ông bà mình nói đó, ông thiện ông ác hai bên vai làm chứng. Cái này nói một câu rất bình dân thôi, nhưng mà ý sao? Nói theo nhân quả là mình làm thiện hay làm ác là do chính cái hành vi của mình. Dù xuất thân cái giai cấp nào, dù ba má có ô dù cho mình cũng không có được. Ba mẹ mình thương mình 9 xe 10 vàng, nhưng trong suốt cái cuộc đời của mình cứ sát sanh hại vật, gặp kiến là mình giết, gặp chuồn chuồn mình rút cánh nó, gặp dế mình quay đầu, gặp voi trâu gì mình đi chọi trâu, mình đâm trâu luôn. Mình tạo hết cái nghiệp sát sanh như vậy rồi ba má mình có lãnh giùm cho mình cái quả đó không? Không. Khủng khiếp. Ba mẹ có thương con không? Nhiều khi thấy con mình bệnh, con mình đau, cô nhìn mấy chị em ẵm con đến chùa thương lắm. Con mà bệnh nhiều khi nói thì ước sức mà con bệnh thay con. Cái lòng của mẹ thương con là như vậy, thậm chí mình đau thế cho con mình cũng chịu nữa. Nhưng mà đau giùm được không? Không.
thằng nhỏ nó đau nó tự chịu. Vậy giờ sao? Mình muốn cho con mình biết làm là mình phải dạy nó, con ơi con đừng có tùy tiện làm đau các loài động vật khác. Tự nhiên đi ngang thấy chó quẩy đuôi quắc quắc cái gì tán nhỏ cái bóp. Đi ngang thấy mèo kêu meo meo lấy cục đá chọi cái bực. Mà nó làm được như vậy thì sao? Đúng rồi, nó sẽ tạo nghiệp. Mà mốt nó lớn nó thấy người nào khó chịu với nó lấy cục đá nó chọi lỗ đầu người ta rồi sao? Cho nên những cái đó không có coi thường. Tự nhiên cái đi ngang cái thấy kiến nó bò bò cái nó lấy cái chân nó chà 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 cho kiến vậy có không? Có nha, cô thấy có nha. Con run nó, con run mà mùa mưa là nó lên đúng không? Nó bò thì kệ nó đi không, lấy chân chà 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 chà. Rồi mình thấy con mình nó có cái hành vi này mình phải dạy nó liền. Con không có được làm đau các loài động vật khác. Nó biết đau không? Biết đau, nó có mẹ không? Có. Ai đó mà đạp chân làm bẻ tay lội tay con mẹ đau lòng lắm. Mà con đau không? Con đau con đừng làm tụi nó vậy. Không, mình dạy con mình từ cái đó nó mới hiểu được là bản thân nó phải tôn trọng mạng sống của muôn loài, bản thân nó không tùy tiện làm đau người khác thì mai mốt nó lớn nó có dám đâm người khác không? Không, nó sẽ không dám nổ súng hàng loạt, nó sẽ không dám đánh người khác, nó không dám lấy đá chọi cho người ta. Chứ mà con vật mà nó làm đau được ha, lớn lên một chút là nó hành hung người ta được. Quý vị hiểu không? Cái ác tâm nó nuôi dưỡng từng chút một thì mình phải nuôi dưỡng cái thiện tâm. Cho nên mình phải dạy cho con mình làm ác là gặp ác nè. Mẹ không có tùy tiện, mẹ có nấu đồ ăn mặn cho con, mẹ có nấu gà cá gì đó, nhưng mà mẹ mua cái đồ chết sẵn rồi, mẹ không bao giờ trực tiếp giết nó, mẹ không có muốn làm đau nó. Cho nên con cũng phải giữ cái này, đúng không? Con đừng có tự tiện đâm thọc, chém giết, chà đạp với cái con gì. Nhiều đứa nó chơi độc lắm. Có nhiều đứa nó thương, nó thấy con chó đến quẩy 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 đuôi với nó còn vuốt vuốt con chó. Có nhiều đứa nó thấy con chó đến nó sáng bàn tay cái bực mà nó lấy chân nó đá cái băng. Cô thấy chứ, tức lại liền. Mấy đứa nhỏ đến chùa trộm vía thì nó rất là bản tánh nó hiền, nó không có vậy. Nó thấy chó thấy mèo nó vui lắm. Nó thấy chó thấy mèo nó làm nhà cho chó cho mèo, nó tha đồ cho ăn tùm lum. Mấy mèo hoang xung quanh chùa nó mập như con heo vậy đó. Trời ơi, chán đời. Nó mập mà tới mức con nó còn đừng có cho nó ăn nữa. Con mèo này nó mập lắm rồi mà nó còn không thèm, nó không thèm vận động cơ, nó mỡ thừa dữ lắm rồi mà ủn nó lấy tay chọt chọt nó cũng không nhúc nhích. Kiểu kệ mày luôn đi, chụp hình nó cũng vậy à, sủn sủn nó đi cho nó đi, nó cũng không đi, nó đâu có tan mỡ được mà nó chỉ hả miệng nó ăn xúc xích thôi à. Mà mấy đứa nhỏ thì nó rất là thương mèo nhưng mà cô vẫn thấy có những người rất là ác tâm, thấy mèo đó cái đá cái bạc một cái cười hắc 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 là cô túm đầu lại liền. Hỏi con làm gì cho gì? Cho vui. Cô mới nói con đang đi về con đá vô bụng con một cái bạc con đau không? Đau. Cái con nói cái cô nói cô đá cho con vậy cho con vui không? Nó gì không? Nó vậy sao con đá con mèo? Con mèo có vui không? Con mèo không vui đâu. Kinh yên. Thì mình phải thấy những cái hành động đó nó quy định lên cái gì? Cái nghiệp của con mình. Thấy chưa? Vậy có gì khác biệt gia cấp không? Không. Vậy chúng ta thấy cái lập luận của Ngài Ca Chiên Viên có chắc chắn không? Cho nên cái gì nó là chân lý rồi đó thì mình không có cái bài hát gì bữa hôm qua cô nghe đứa nào mở cô nghe nè. Nếu người ta để cho mình đúng, lời mình nói đúng cũng thành sai. Cô thấy câu này không đúng nha. Giống như nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn á, câu này nó cũng sai nha. Nói chung là ví dụ mà mình mà chịu khó học kinh rồi đó, mình nghe mấy cái đó mình ít hấp dẫn hơn á, tại vì mình thấy nó sai á. Đó là cô thấy nó sai nha. Vì nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, nói chung giai điệu thì hay, nghe thì cũng bắt tai, nhưng mà đúng không? Không đúng nha. Như cái câu mà nếu người ta đã cho mình đúng, lời mình nói đúng cũng thành sai, câu này không đúng đâu nha. Tại vì cái gì nó là chân lý rồi đó, mình có bẻ ngang bẻ ngược, mình trường cuốn như con lươn, nó vẫn sẽ là chân lý. Quý vị thấy không? Ngài Ca Chiên Viên không cần dùng lời khó chịu, không cần dùng lời đanh thép, không cần phải nói sóc óc sóc não người ta, không cần dùng lời thô tục, nhưng mà ngài nói Đức Vua có cãi được không? Cãi không được luôn. Tại nó đúng hay nó sai? Nó đúng. Cho nên nếu mình nói cái điều đúng, mình có sợ không? Không, chỉ cần mình nói với lòng ái ngữ và với tâm từ bi thì điều đó nó sẽ luôn là chân lý. Cái điều thứ ba đó là bình đẳng gì? Ông nói thêm một câu nữa, nếu như Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà La đều tạo 10 thiện nghiệp, tức là ngược lại với cái trên á, thì sau khi mệnh chung cả bốn đều được sanh về thiên giới thiện thú và loài người, đúng không? Cái này nó y như cái trên, nó ngược lại thôi, cho nên cô không cần phải giảng thêm. Cái này cũng là bình đẳng về nhân quả. Nếu mình tạo 10 nghiệp ác thì mình phải xuống địa ngục thôi. Còn nếu mình tạo 10 nghiệp lành thì bây giờ có ai có trù rủa mình cũng vẫn lên thiên giới thôi. Giống như cô nói quý vị đó, nên Đức Phật có một lần Đức Phật dạy thầy Bà La Môn đó,
thấy ông Bà La Môn ra sông Hằng, nhúng mình xuống nước. Cái ông hỏi ông Phật hỏi trời ơi trời làm gì ông nhúng xuống làm gì, nói ta rửa nghiệp, rửa trôi nghiệp. Nói chứ Đức Phật nói không đúng, nếu như vậy thì mấy cái thủy tộc ở trong cái sông Hằng này nó sẽ được sanh thiên hết. Tức là mấy con cá, con cua, con tôm á, một ngày nó tắm 24 tiếng đồng hồ ở trong sông Hằng. Nếu mình nghĩ mình làm ác xong rồi mình nhúng xuống sông Hằng, mình đi lên cái mình hết nghiệp, kiểu đi rửa tội vậy đó, thì mấy cái con thủy tộc ở trong đó nó sẽ thanh thiên đầu tiên, đúng không? Đúng không? Mình thấy Đức Phật dễ thương không? Thì nhiều khi nghe kinh mình ấy dễ thương, dễ cưng muốn xỉu luôn á. Cô mà gặp được thời có Đức Phật chắc thiệt sung sướng biết bao nhiêu. Ngài nói câu rất là bình dị đó. Không có, nếu mà nhúng vô sông Hằng mà hết nghiệp thì mấy cái loài thủy tộc thôn cá ở đây nó đã sanh thiên từ lâu rồi. Nó vô lý vậy mà cũng có người tin. Rồi bây giờ ví dụ vậy đi ha. Đức Phật nói bây giờ tôi ví dụ nè. Nếu như mà ông có làm, có một người mà thả cục, rồi bây giờ ví dụ vậy đi ha. Đức Phật nói bây giờ tôi ví dụ nè. Nếu như mà ông có làm, có một người mà thả cục đá xuống dưới sông Hằng này, gọi 10 vị Bà La Môn mà giỏi nhất ở trong thành này lại để mà cầu nguyện cúng bái, thì cái cục đá nó có trồi lên lại không? Bà La Môn nói không. Vậy Đức Phật nói bây giờ nếu mà thả dầu trên mặt nước vậy nè, rồi bây giờ cũng kêu 10 vị Bà La Môn mà giỏi nhất trong nước này đến để cầu nguyện cúng bái, dầu nó có chìm xuống nước không? Đúng rồi. Nó tương tự như vậy. Nếu quý vị mà làm ác, như quý vị thả cục đá xuống nước, giờ kêu quý sư cô đến cầu nguyện, quý vị có trồi lên không? Chắc khó nha. Rồi bây giờ ví dụ quý vị có làm thiện, làm rất nhiều thiện rồi, xong cái mấy người xung quanh ghét xí hà, nhỏ đó là tôi không ưa hà, cái người ta trù ẻo mình, ta trù rủa mình, ta nói thế nào mày cũng xuống địa ngục hà, mình có xuống địa ngục không? Không, mình xuống địa ngục đâu phải do cái miệng nhỏ kia trù được. Mình đã làm thiện như vậy rồi thì như dầu nổi trên mặt biển, người ta ghét hay người ta thương, người ta trù hay không trù, mình vẫn sanh thiên. Hiểu ý cô nói không? Không phải do người ta trù rủa mà mình đi xuống địa ngục đâu. Cô kể quý vị hồi đó cô đi học ở trường Đông Quốc, cô bị hoài đúng không? Ngay cái ga tàu Chumuro đó, là đi lên trường đại học Đông Quốc hồi cô mới qua Hàn đi học, mà lúc đó là lần đầu tiên cô qua Hàn Quốc lại, mà trong hình hài tu sĩ đó, cạo đầu rồi bận đồ sư đó. Ở dưới ga điện ngầm là bị hoài cứ một tuần là bị một lần là ít nhất. Rồi mấy ông xỉn xỉn rồi ông dí cái điện thoại vô mặt cô, nói mày sẽ xuất địa ngục nè, mày thấy cái này là hỏa ngục không? Tại ông sợ mình không hiểu tiếng Hàn đó, ông phải lấy cái hình minh họa trên cái điện thoại nữa, ông dí vào mặt mình, ông nói mày ngu lắm, mày đi làm sư cho nên mày sẽ xuống địa ngục. Cô chỉ có bỏ chạy thôi, tại cô sợ ông tấn công cô, ông tát cô, cái ông quýnh cô một phát rồi cô gọi cảnh sát cũng không kịp, cho nên cô bỏ chạy thôi. Nhưng mà cô có sợ hãi là mình sẽ xuống địa ngục không? Không, cô đâu có thấy ông nói đúng đâu, chỉ là ông đang bị xỉn rồi mà mình không nên cãi lộn với thằng say. Thứ hai là cô cũng quýnh không lại ổng, cho nên là cô không có đứng đó cãi với ổng, tại vì cô cãi ổng cho dù cô cãi thắng cô cũng ăn nguyên cái đấm vô mặt rồi. Nhưng mà trong lòng cô có sợ hãi là vì mình đi làm sư cho nên mình sẽ xuống địa ngục không? Không, cô sẽ không xuống địa ngục vì cái lời trù rủa đó. Nhưng cô xuống địa ngục vì cái gì? Vì tâm sân hận trỗi dậy, nếu có. Hiểu ý không? Nếu lúc đó cô nổi tâm sân, đủ thứ này thứ kia, trời ơi vậy ha, bắt đầu cô ngồi cô sân suy hết tới buổi chiều, tôi nói ông mới xuống địa ngục á, tự nhiên trù tôi hả? Cô vậy là cô xuống đó, cô xuống với ổng đó. Vậy cái chuyện cô xuống địa ngục không phải là do ổng trù cô, mà do cái tâm gì? Tâm sân cô trỗi lên, xong rồi cô còn muốn trả thù không? Tức là mình quýnh không lại ổng, nhưng trong tư tưởng mình không? Tụi mình có sức mạnh để quay qua sáng bạc tay rồi ổng mới lên cô không? Có. Nhưng mà nếu như cô có cái tâm đó, cô xuống địa ngục vì tâm sân của mình. Mà lúc đó cô chỉ nghĩ là ngày mai mình đi cầm cái súng bắn hơi cay theo đi học ông ta. Cô hỏi là sư huynh cô là mai chắc lấy cái súng bắn sợi cây bỏ vô trong cặp, để lỡ mà nó có bị quá khích á, nó tấn công mình gọi cảnh sát tới cũng đâu kịp đâu, mình sẽ bắn nó. Nhưng mà sư cô suy nghĩ lại thôi, mình cũng không có gan làm như vậy đâu, mình chỉ thấy đối tượng nào khả nghi thì mình nên né thôi. Sau này cô quyết định là cô vô ký túc xá trường cô ở luôn, tôi khỏi đi xe điện ngầm nữa. Nó bất an quá đó. Tóm lại là nếu mình làm ác thì mình sẽ xuống địa ngục, nếu mình làm thiện thì mình sẽ lên cõi trời hoặc cõi người, dù cho mình dòng dõi nào, chủng tánh nào. Hiểu ý không? Rồi cái thứ tư, nếu Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La gây trộm, tức là ăn trộm cắp á, thì cả bốn đều được gọi là tên trộm và chịu tội hình tra tấn. Cái này là đang nói chuyện với ai? Với ông vua. Chúng ta biết đây là Ngài Ca Chiên Viên khẳng định cái gì? Bình đẳng trước pháp luật.
nói chuyện với một nhà hành pháp, đúng không? Nhà vua là đại diện cho công lý của đương thời, đúng không? Vua nói đúng là đúng, vua nói sai là sai, vua khét tội xử tội là vua có thể tru di tam tộc cái người đó. Vậy thì nhà vua là đại diện cho pháp luật đương thời. Vậy ngài Ca Chiên Viên có thông minh không? Ngài nói tất cả mọi giai cấp đều bình đẳng trước pháp luật. Bây giờ ví dụ có một ông Bà La Môn là giáo sĩ nổi tiếng của cả đất nước này, nhưng mà ông đó trộm ngân khố của nhà vua, trộm luôn bà hoàng hậu của vua, vua xử lý sao? Tử hình ổng liền, đúng không? Vậy thì có phải do nguồn gốc xuất thân của Bà La Môn mà Bà La Môn được miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật không? Không. Xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ vẫn đang thi hành pháp chế như vậy. Vậy nhà vua có phủ nhận được điều này không? Không. Mà thậm chí đó là Vương Tôn Công Tử đi, ví dụ có một người là hoàng thân quốc thích đi nhưng mà tạo phản, xoán ngôi của vua, vua xử lý như thế nào? Chặt đầu liền, đúng không? Dám tạo phản. Vậy thì cho dù là Sát Đế Lợi hay là Bà La Môn, nếu như mà phạm tội trước pháp luật mà khi được truy cứu trách nhiệm và đã là khép đó là tội phạm rồi thì có bị xử lý không? Đều như nhau. Chứ đâu phải nói chỉ có người nô lệ trộm cắp mới bị giết không? Còn cái người giàu người ta còn trộm nhiều hơn nữa, chẳng lẽ tha cho người ta? Đúng không? Vậy mà người ta vẫn cố chấp với cái chế độ giai cấp như vậy. Quý vị hiểu thấy nó vô lý không? Mà tại sao xã hội đương thời họ vẫn phủ nhận cái điều này? Họ vẫn phủ nhận cái sự bình đẳng trước pháp luật mà vẫn thi hành cái chế độ giai cấp như vậy? Tại vì cái lợi ích nhóm. Tại vì họ muốn duy trì cái chế độ giai cấp như vậy để quản lý cho nó dễ, để thu phục người ta làm lợi ích cho mình, để bắt buộc người ta phải phục vụ mình. Quý vị hiểu không? Điều này nó đi từ cái tâm tham và cái sự ích kỷ, cho nên cố tình người ta vẫn cố chấp với cái chế độ giai cấp để buộc những cái tầng lớp khác phục vụ cho cái lợi ích của cá nhân mình. Nhưng mà điều này đúng hay sai? Mình có chánh kiến mình sẽ thấy nó là sai. Hiện nay cũng vậy, mình đang sống trong cái xã hội mà pháp luật tương đối là nghiêm trị, đúng không? Người nào phạm tội mà pháp luật có đầy đủ chứng cứ thì đều có thể ghét tội của họ thôi. Thậm chí có thể là tước quyền công dân. Ở đây mình phạm tội mình có bị trục xuất về nước không? Bị. Và thậm chí ở Việt Nam, người Hàn ở Việt Nam mà phạm tội buôn bán ma túy mà vượt quá cái mức cho phép có bị tử hình không? Vừa rồi Việt Nam mình tử hình 2 người Hàn Quốc, đúng không? Cùng 36 người trong đường dây. Nếu họ ở Hàn Quốc họ có bị tử hình không? Không. Nhưng họ phạm tội ở đâu? Vậy họ có chịu hình phạt của Việt Nam không? Nhà nước Hàn Quốc có can thiệp được không? Không. Vậy chúng ta thấy là ngay cả cái hình phạt là tử hình hay là tù chung thân hay là trục xuất cái tư cách công dân của mình, cái nhà lập pháp có quyền làm không? Làm. Lúc đó người ta có truy cứu ai là này là con của giáo sư tiến sĩ gì, này là con của Bà La Môn gì không? Không. Hễ phạm tội là bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên không phải vì giáo sĩ, tu sĩ hay là thương nhân mà được bãi nhiệm cái trách nhiệm hình sự, dân sự, mà bất kể Hàn Quốc hay là quốc gia nào cũng có cái chế độ pháp luật riêng. Vậy mọi người có bình đẳng trước pháp luật không? Dạ có. Đúng không? Cho nên mình thấy nếu phạm tội có phải đi tù không? Có phạm tội mà nặng ở những cái quốc gia có cái hình phạt tử hình, mình có bị tử hình không? Có. Vậy thì ai có phải bình đẳng trước pháp luật không? Dạ. Và đây là cái cuối cùng, cái thứ năm. Xong này là mình xong bài kinh luôn. Ngài Ca Chiên Viên nói cái luật lập luận cuối cùng, đó là nếu Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà La hay là Sát Đế Lợi mà là nhà tu sĩ thì nhà vua có cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường không? Nghĩa là cho dù anh xuất thân cái tầng lớp nào nhưng anh là người có đạo đức, tức là có phạm hạnh, thì nhà vua có cung kính cúng dường không? Nhà vua nói có. Chúng ta nghe như vậy mới thấy là đây bình đẳng về cái cuối cùng là cái quan trọng nhất. Say the last say the least for last đó, để dành cái cuối cùng là cái quan trọng nhất. Vậy tất cả mọi người có bình đẳng về tâm linh không? Có. Cái này là cái điều mà quan trọng nhất của Phật giáo. Đức Phật là Phật đã thành và Đức Phật nói chúng ta là Phật sẽ thành. Ai là người có giới đức, ai là người giữ các điều đạo đức và có phạm hạnh thì người đó xứng đáng được cung kính và cúng dường. Chúng ta thấy trong tăng đoàn của Đức Phật đương thời có những người xuất thân là kỹ nữ, đúng không? Có những người là gái điếm lầu xanh đó. Có những người xuất thân là người gánh phân không? Ni đề. Có những người xuất thân là thợ cạo tóc không? Có những người xuất thân là Vương Tôn Công Tử không? Có những người xuất thân là hoàng hậu như là Thứ Phi Khe Ma không? Tất cả cùng xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật, hay thậm chí là cô gái cấp thấp Ma Năng Già quyến rũ ngài A Nan, nhưng cuối cùng cô có chứng A La Hán không? Có. Hoặc là tên tướng cướp Angulimala giết 999 người, nhưng mà khi mà bỏ đao xuống thành Phật chứng A La Hán thì ngay cả nhà vua
Basenadi đi bắt Angulimala, thấy một vị A-la-hán đến đó, vua có cung kính đảnh lễ không? Vua có còn truy cứu trách nhiệm hình sự của Angulimala không? Vậy thì chúng ta thấy ngay cả cái tăng đoàn của Đức Phật là một cái minh chứng rất là hiện hữu cho mình thấy rằng dù xuất thân mình là cái gì, mình có khả năng tu và chứng đắc thành Phật không? Dạ có. Thứ Phi Khema cũng thành A-la-hán được, nhưng mà cô kỹ nữ Lầu Xanh cũng thành A-la-hán được, đúng không? Ma Đăng Già cũng chứng A-la-hán được, Angulimala cũng có thể vào dòng thánh được. Vậy chúng ta có cái niềm tin vào chính bản thân mình không? Đâu phải là gia đình mình là tầng lớp bình dân trong xã hội cho nên mình không thể tu thành Phật, có vậy không? Không. Đâu phải mình học dốt, mình không học tới tiến sĩ cho nên mình không tu thành Phật được không? Đâu có. Tổ Bồ Đề, tổ Lục Tổ Huệ Năng của mình có biết chữ không? Không. Nhưng mà tổ nói sao? Ông đọc bài kệ đó đi, tôi giải nghĩa cho ông nghe. Ghê không? Mình biết chữ mình đọc đi, mình đâu hiểu nè. Nhưng mà ngài Lục Tổ ngài không có biết chữ, ngài không có đọc được chữ, nhưng mà ngài nói ông đọc cái đi, tôi kể cho nghe, tôi giải thích cho nghe. Vậy cái trí nó phát sanh từ đâu? À, chứ không phải là từ cái mớ chữ nghĩa hay là từ cái nguồn gốc xuất thân. Có nhiều người ba má là giáo sư nhưng mà mình có thành giáo sư được không? Dốt gần chết. Nhưng có nhiều người ba má mình nông dân chất phác gì đó, mấy đứa con vô đại học Harvard hết, có không? Có. Vậy nó đi từ đâu? Từ cái năng lực của mình, từ cái suy nghĩ, cái hành vi, cái thái độ, cái gì mà mình nuôi dưỡng mình lớn hàng ngày, chứ không phải từ cái nguồn gốc xuất thân. Vậy chúng ta nếu là người, cô thường hay nói quý vị, giữ một giới là có sao? Có 5 vị thiện thần theo hộ. Mình giữ 5 điều đạo đức, mình có 25 vị thiện thần theo hộ. Chứ huống gì là những vật mà thánh hạnh, người ta có rất là nhiều điều giới. Vậy thì họ có xứng đáng được cung kính cúng dường không? Khi mà quý vị còn cái tầng lớp sơ này nè, mai mốt vô cái buổi mà khóa tu Bát Quan Trai cô sẽ giảng kỹ hơn. Giai đoạn đầu mình chưa tu á là mình giữ giới, nhưng mà giai đoạn sau giới giữ mình, giới phòng hộ cho mình, giới ngăn cho mình không làm những điều ác, giới giúp cho mình vượt qua những cái cám dỗ cuộc đời. Quý vị hiểu không? Những bậc có giới đức như vậy chúng ta có tôn trọng không? Thậm chí đơn giản ở đây có mấy chị cô thấy nè, không có mối quan hệ xác thịt với chồng, mười mấy năm trời kết hôn, nhưng không bao giờ ngoại tình, không bao giờ qua lại với người nam khác, có đáng để mình lễ phục không? Nhiều khi mình đang có chồng đây chứ mình còn chưa thỏa mãn với chồng mình còn kiếm bạn trai bên ngoài. Nhưng mà có những chị em ở đây không phải là tu sĩ nhưng mà sống đời sống như tu sĩ vậy đó, đối với người chồng như một người bạn tri kỷ, nhưng mà không đi tìm mối quan hệ bên ngoài để thỏa mãn cái ái dục của mình. Người đó thôi mình đã thấy nể không? Mình là bạn bè chơi chung với nhau mình cũng thấy nể chị đó, đúng không? Chứ đừng nói là một cái người mà giữ được không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống các chất gây say và giữ những điều giới hạnh khác, mình có đáng cung kính không? À, tại sao ở đây có nhiều người lớn hơn sư cô nhưng mà vẫn quý sư cô là sao? Có phải là do trình độ hay là gì không? Không. Họ quý cái gì? Họ quý cái giới đức tu hành, đúng không? Chứ một ngày nào mà sư cô không giữ giới, sư cô cũng luôn tuồn buông thả, quý vị có chắp tay cung kính chào cô nữa không? Không. Đúng không? Mình chào nhau là mình chào ở cái gì đây? Chào ở cái Phật tánh, chắp tay sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Mình chào ở cái giới đức của cái người đó. Chứ quý vị lớn có nhiều vị đáng tuổi cha, tuổi mẹ cô nữa, đẻ ra được cô luôn, nhưng mà tại sao vẫn cung kính xưng con vậy? À, tại vì họ biết rằng cái giới đức họ giữ nó ít hơn cô. Vậy thì mình thấy con người hơn nhau ở cái gì? Phàm hạnh. Dạ đúng rồi. Vậy cho nên một vị tu sĩ vẫn có thể là thầy của vua, như mình gọi cái đó là gì? Quốc sư, đúng không? Cho nên người ta bỏ hết xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo, nhưng mà kể cả vua quan có cung kính đảnh lễ cúng dường không? Có. Vậy tất cả chúng ta bình đẳng về đạo đức tâm linh, quý vị nắm được chưa? À, đầu tiên là mình bình đẳng về cái nghề nghiệp, đúng không? Ai cũng tùy theo cái năng lực quản lý chứ không phải từ cái nguồn gốc xuất thân của mình. Thứ hai là mình bình đẳng trước nhân quả không? Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện, được chưa? Cái thứ ba là mình bình đẳng về gì? Hồi nãy cô nói bình đẳng về gì? Đúng rồi, bình đẳng trước pháp luật, giỏi quá. Cuối cùng là mình bình đẳng về tâm linh, đúng không? Ai cũng có khả năng chứng đắc, và người có giới đức có xứng đáng được cung kính không? Có. Bây giờ quý vị nắm được nội dung bài này chưa? Rồi, một cái đầu tiên bình đẳng về nghề nghiệp và năng lực chứ không phải nguồn gốc xuất thân. Thứ hai là bình đẳng về nhân quả, làm thiện thì gặp thiện, làm ác thì gặp ác, chứ không có phải là do mình xuất thân mà mình lên trời hay là xuống địa ngục, được không? Thứ ba là mình bình đẳng trước pháp luật. Nếu mình là người phạm tội thì mình xuất thân cỡ nào mình cũng bị trừng phạt theo cái pháp luật nhà nước đó. Thứ tư là chúng ta bình đẳng trước tâm linh không? Có. Mình có khả năng chứng đắc không? Người mình có giới đức mình xứng đáng được cung kính cúng dường không?
Dạ có. Bây giờ đó. Thì vậy nghe xong các cái lập luận này, vua Avantiputta khâm phục tôn giả Kacana và xin quy y làm đệ tử của Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta biết là thời này Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên rất là đáng tiếc. Dù là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi thì ngài Kacana đã gợi ý cho nhà vua hướng về nơi Đức Phật đã từng ở để quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Khi mà cô nghe câu này cô xúc động nha quý vị. Thiệt ra là đoạn này là tính không có giảng nhưng mà phải nói luôn. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta, nhà vua Madhura này vẫn còn may mắn là cho dù rằng ông đã sinh ra cái thời mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà ít nhất còn hình bóng của Tăng Sĩ không? Còn A-la-hán để đến không? Cho nên ông có hướng về để quy y được không? Giống như quý vị sinh thời này có gặp Đức Phật không? Không. Nhưng mà còn giáo pháp không? Còn tăng đoàn không? Cho nên quý vị mới có được quy y Tam Bảo đúng không? Cô rất sợ một ngày mà kể cả hình bóng tu sĩ cũng không còn, thì quý vị nương về đâu để quy y Tam Bảo đây? Đây là cái điều làm cho cô ở lại Hàn Quốc không về Việt Nam sau khi mà học xong tiến sĩ đó quý vị. Hồi Hàn Quốc 40 năm nay không có người tu trẻ. Vậy chúng ta thấy mà chùa chiền mà quý hòa thượng ở đây trẻ trung, nhìn hòa thượng mình trẻ trung vậy cũng bảy mấy rồi đúng không? Rồi 40 năm nữa, 50 năm nữa, hàng ngàn ngôi chùa trên cả nước này sẽ trở thành chùa hoang. Mà chùa không có sư thì thành cái nhà hoang chứ thành gì? Rồi quý vị lấy hình bóng tu sĩ đâu mà nương, lấy pháp đâu mà tu, lấy cái gì để quy y Tam Bảo, đúng không? Cho nên phải nói cái này là cái hồi chuông đó, cần phải cảnh tỉnh. Bởi vậy bà con, bạn bè, anh em, họ hàng mình có ai mà phát nguyện đi xuất gia có cản người ta không? Không. Tu được một ngày là phước một ngày, tu được một năm là phước một năm, tu được 10 năm là phước 10 năm. Giữa chừng tu mà bị cái nghiệp nó lôi ra đời, có gì mà thấy nhục nhã, ê chê không? Không. Ít ra trong 10 năm qua mình sống giữ giới đức phạm hạnh thanh cao, mình làm lợi lạc cho đạo Pháp không? Có. Cho nên em nào mà phát nguyện xuất gia, cô cho đi xuất gia liền. Thiệt luôn. Chùa mình rất là may mắn, vừa rồi có ba em đã phát nguyện đi xuất gia, cô gửi về Việt Nam liền. Cho về Việt Nam liền. Để cho học, học hành điệu cho đàng hoàng. Xong rồi tha lại qua Hàn Quốc biết chi không? Vô trường Hàn Quốc học, vô học viện Phật giáo Hàn Quốc học để có tăng tinh Hàn Quốc chứ. Hằng Pháp ở đây mà, phải biết hai thứ tiếng. Và em nào quy y cô mừng lắm, em nào xuất gia cô lại càng mừng. Chúng ta nhìn thấy một hình bóng tu sĩ, mình phải hết sức là trân trọng cảm ơn. Tại vì nếu không còn hình bóng tu sĩ nữa, mình có biết hướng về đâu để mình tu tập không? Dạ không. Cho nên mỗi lần mà đọc một bài kinh của Đức Phật là một lần nữa mình nhớ lại cái trách nhiệm của mình trong đời này. Trách nhiệm với đầu tiên với chính bản thân mình. Mình có được thân người là mình có phước chứ. Mình được nghe chánh pháp là mình có phước chưa? Mà mình còn không chịu tu nữa là mình làm lụn bại luôn cái hạt giống này. Cho nên ví dụ trong những năm tháng qua đã lười lười sùi sùi cỡ nào, một tháng qua cô không về đây, quý vị đã quên mất chùa chiền như thế nào, hôm nay chấn chỉnh lại. Hứa với lòng mình tu cho ai? Tu cho mình. Đúng rồi, chứ không phải tu cho cô Hiếu vui. Cô cũng vui đó. Thấy quý vị tu đạo tâm đạo tình kiên cố cô vui. Nhưng mà cái người lợi lạc đầu tiên là ai? Mình và gia đình mình. Được không? Cho nên hôm nào mà tính lười, nhìn lên cái bức hình của bác ở đây. Không ấy, ở nhà mình có bàn thờ cha mẹ mình đúng không? Rồi cha mẹ ông bà quá cố đó, mình để cái bàn thờ đặng mình nhớ. Rồi đang ngồi lên ngắm chuối xanh. Ngồi nhắm chuối xanh và ăn hương hoa thôi. Có sợ không? Xách cái áo lên ngồi tu, ngồi công phu liền. Ok. Đó, vô thường không có đợi ai. Mình cứ hẹn lần hẹn lửa, thôi tháng sau tu cũng được, thôi đợi khi nào có Hiếu về rồi tu. Hồi bên này mệt ghê, hôm nay đi làm về trễ. À mình vậy là mình tới ngày mình chết mình không làm được một cái thiện sự gì hết. Quý vị được không? À, ví dụ có cô hay không có cô có nhớ đến chùa không? Còn không có thời gian đến chùa ở nhà có dành 10 phút mỗi ngày để quay lại với mình không? Quay lại hít thở cho mình ha. À, cô kết thúc bài pháp thoại ở đây, hy vọng quý vị luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố và mỗi một cái việc thiện lành của mình biết cái phát nguyện hồi hướng để hướng về cái điều lành ha, để bảo đảm mình đời này đời sau mình sẽ đi lên và đi ra chứ không có trôi lăn những cái cõi xấu ác nữa, được không? À, mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện hồng Phật đạo vô thượng thề nguyện.